Ngọc Tàng Phong bây giờ đã thu thập được đủ số lượng những viên ngũ sắc linh châu. Lần này nếu như cộng lại, có hơn 20 viên hạch bình hoàn, hiện tại có lẽ là đủ dùng rồi. Dứt khoát mình sẽ mở một phục vụ thu phí, giúp người độ kiếp luyện hạch bình hoàn kiếm linh thạch, quá tuyệt vời. Cục Đường và Thạch Ngọc sau khi được Ngọc Tàng Phong giúp đỡ độ kiếp thành công thì vui mừng nói: "Đa tạ Ngọc trưởng môn đã giúp đỡ, nếu như không phải là Ngọc trưởng môn ra tay, ta và tiểu muội đồng thời độ kiếp, e rằng lành ít dữ nhiều rồi." Ngọc Tàng Phong cười sảng khoái đáp: hi, "Hi hai huynh đệ chúng ta thân thiết, nói những lời này thật là xa lạ." nếu như ngươi có thể cho ta mấy nghìn vạn linh thạch ta cũng chỉ có miễn cưỡng nhận lấy mà thôi ta và tiểu muội sẽ củng cố tu vi trước ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện của bí cảnh đương khang vừa nói dứt câu thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những tia sáng kỳ lạ bay vụt qua á à đủ bí cảnh đương khang mở rồi sao chỉ là tín hiệu bí cảnh vẫn còn 7 ngày nữa mới chính thức mở ra bên phía của đan phường thì hoàng sinh và nguyên hỷ cũng đã tập hợp các cao thủ từ khắp nơi đến và lên chiến thuyền chuẩn bị xuất phát nguyên hỷ ra lệnh bí cảnh đường khang sắp mở ra truyền lệnh xuống dưới tất cả mọi người xuất phát Thôi Nhược Lâm có chút lo lắng cho Ngọc Tàng Phong. Hôm nay không giống với trước đây, có lẽ lần này sau khi đương khang mở ra, tất cả thế lực trong lôi trạch đều sẽ tẩy bài, ngươi có thành công hay không, Ngọc Tàng Phong. Đám người Ngọc Tàng Phong bây giờ đang đứng trước bức tượng của đương khang, nơi mà bí cảnh đương khang mỗi lần mở ra đều không nhất định, cho nên chúng ta không cần phải vội vàng đi như vậy. Đây chính là đương khang, lời đồn đương khang là linh khí trong thiên địa thanh én mà sinh ra, hỏa pháp bẩm sinh vô cùng lợi hại. Nếu như chỉ là tinh thông hỏa hành pháp thuật, cũng không đến mức khiến người khác phải thấp thỏm lo sợ. Cục đừng nói thêm, trăm năm trước ta đã từng tận mắt nhìn thấy đương khang một tay bóp chết một vị đại năng nguyên anh cảnh ngọc tàng phong thắc mắc liền hỏi nếu nói như vậy đương khang này quả thật rất khó đối phó nó lại không có bất cứ điểm yếu nào sao có lẽ là có nhưng mà năm đó lần đầu ta vào kết đan cảnh nhìn thấy cảnh tượng này thì đã vội vàng chạy trốn rồi không sao giặc đến thì chúng ta chặn xuất phát chuyển cảnh sang phía của đám người đan phường thì bọn họ đã tìm thấy được lối vào bí cảnh đương khang lần này đều sắp xếp xong chưa bí cảnh trong phạm vi 10 dặm đều có người canh gác người không liên quan không thể lại gần vậy còn ngọc tàng phong thì sao thám tử báo tin bọn họ đang trên đường đến còn về lúc nào đến thì chưa biết rõ hoàng sinh tức giận quát nguyên hỉ ngươi làm việc kiểu gì vậy ta muốn bất cứ lúc nào cũng phải biết hướng đi của bọn họ có thể làm thì làm không làm được thì cút vâng 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 ta sẽ đi làm ngay đây nguyên hỉ quay đi mà lòng cay éo chịu được hừ ta chính là không đánh lại ngươi thế lực cũng không bằng ngươi mà thôi thôi nhược lâm bên này phát giác ra trong đám tu sĩ tập hợp được có một kẻ lạ mặt người này là ai sao trước đây chưa bao giờ gặp qua chẳng lẽ là cường giả ẩn tu ư cô ta liền đến bắt chuyện ngay với người này tại hạ thôi nhược lâm của sân hương các bái kiến đạo hữu hắn ta với ánh mắt lạnh lùng không trả lời một câu trực tiếp quay mặt lại và bỏ đi phớt lờ câu nói của thôi nhược lâm vãi ỏ đúng là một người kỳ lạ tiểu nam nhân bọn họ cũng sắp đến rồi đúng không cùng lúc đó thì đám người của ngọc tàng phong cũng đang xuất phát sắp đến nơi bọn họ bị ngăn cản bởi đám thuộc hạ của đan phường đan phường làm việc người không liên quan xin tránh đi lãnh hoành thắng vui vẻ đến trước nói huynh đệ chúng ta nói chuyện một chút nhưng bọn chúng lại cầm vũ khí ra và quát lên to gan ngươi muốn đối đầu với đan phường sao an thải trong nháy mắt đã áp sát và giao kề cổ hắn ta mà cảnh cáo làm phiền trưởng môn ta sẽ giết người nguyên hỉ bên trong nhận được thông tin liền vội và và bẩm báo cho hoàng sinh phường chủ ngọc tàng phong tới rồi ta sẽ phái người đi chặn lại không cần không ngăn được hắn đâu đem thêm một vài người qua đây cảnh giác phường chủ dẫn người đi ra gặp ngọc tàng phong để nói chuyện ngọc tàng phong liền nói với ông ta rô phường chủ ngươi lại dùng đội hình lớn như vậy sao hoàng sinh cả khịa dù sao đương khang xuất thế phái thêm nhiều người để tránh có một vài kẻ trộm đến để nước đục mò cá nhìn ngươi nói kìa đương khang chính là thiên địa thanh én mà sinh ra đương nhiên ngươi có duyên sẽ lấy được nhưng mà dựa theo ý của ngài chúng ta vẫn là rất có duyên nhỉ nguyên hỉ tranh ngang quát hừ ngọc tàng phong bây giờ cho người hai lựa chọn một là lập tức rời khỏi đây hai là phục tùng sai khiến của phường chủ đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chống lại nhưng mà ngươi có thể rời khỏi hay không thì ta không dám đảm bảo đâu chó mèo gì mà cũng dám hỗn láo trước mặt của ta giữ lại một cái mạng nhỏ của ngươi đừng có mà kiêu ngạo ngọc tàng phong bộc phát luồng sức mạnh khủng bố của mình ra trực tiếp làm cho nguyên hỉ hộc máu trọng thương nguyên bị bị luồng uy áp này hất văng ra khiến cho hoàng sinh hốt con mợ nó hoảng mà ngạc nhiên á à đù ngươi tấn thăng nguyên anh rồi sao đám tu sĩ mà hoàng sinh triệu tập lúc này lao đến bao vây lấy đám người ngọc tàng phong anh ta liền nói phương chủ lúc này bí cảnh đương khang vẫn chưa mở ra ngươi lại muốn hai bên bị thương sao hai bên bị thương người cũng xứng ư ồ vậy sao ngọc tàng phong đưa tay lên trời và búng một cái bóc vô số những con rối bằng đất ùn ùn xuất hiện lên từ bên dưới đám tu sĩ kia há hốc mù ngạc nhiên kinh sợ đây đều là con rối đất có thực lực nguyên anh cảnh số lượng này e rằng cũng phải trên 100. phương chủ chúng ta đến chỉ để giúp đỡ chứ không phải đến để liều mạng không ngờ ngọc tàng phong lại còn đem thổ khôi thuật tu luyện đến bước này ngọc tàng phong người muốn cá chết rách lưới với ta mới được sao ta đã nói qua rồi bí cảnh đương khang vẫn chưa mở ra ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho nên khoảng thời gian này chúng ta vẫn không nên gây chuyện là tốt nhất. Ngọc Tàng phong lệnh cho Tư Đồ cầm mang lên chiếc lô đỉnh đựng đan dược. Các vị đạo hữu đều là tu sĩ nổi tiếng nhiều năm của Lôi Trạch, chút quà món của Cửu Kiện Sơn cũng chỉ là thành ý nhỏ. Sau phân phát cho mỗi người một viên đan dược thích ứng và nói tiếp, chỉ hy vọng các vị nghe một lời đề nghị của ta. Á à đủ, Ngọc Tàng Phong, ngươi có ý gì hả? Ngươi đoán coi. Đám tu sĩ này đang thích thú trước những đan dược mà Ngọc Tàng Phong tặng cho. Đan dược huyền giai hạ phẩm, Cửu Kiếm Sơn rốt cuộc là có lai lịch như thế nào, lại hào phóng như vậy? sớm đã nghe đồn cửu kiếm sơn và đan phường có mâu thuẫn với nhau xem ra lời đồn là thật rồi hoàng sinh cây cú quát ngọc tàng phong ngươi không giải thích cho bổn phường chủ sao ngọc tàng phong nhặt lên cây cỏ dưới đất lên tay và bắt đầu luyện hóa cửu kiếm sơn do tiếp rộng tặng một phần quà mọn cần gì giải thích chứ hả rất nhanh sau đó cây cỏ này đã bắt đầu hình thành đan dược đan dược của cửu kiếm sơn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thứ này ta xem như kẹo đường mà ăn đậu mé ngươi dùng thủ pháp gì để luyện đan thế ngọc tàng phong đưa viên đan dược từ cây cỏ này lên miệng và ăn tự nhiên thủ pháp cao minh hơn ngươi, không cần phải ngưỡng mộ. Ngọc Tàng Phong, ngươi muốn phá vỡ cục diện lôi trạch duy trì trăm năm sao? Nực cười, Ngọc Tàng Phong hồ lớn. Các vị nếu như muốn giao hảo với Cửu Kiếm Sơn và cắt đứt quan hệ với Đan Phường, Cửu Kiếm Sơn ta miễn phí tặng đan dược 3 tháng. Bọn họ ngạc nhiên trước câu nói của anh ta. Ngọc Tàng Phong, ngươi điên rồi. Nà ní, Ngọc Trường Môn, lời này là thật sao? Ngọc Tàng Phong tự tin nói tiếp, ta rất ít hứa, nhưng từ trước đến nay nói được là làm được. Đám tu sĩ mà Hoàng Sinh triệu tập ngay lập tức chuyển hướng trở về phe của Ngọc Tàng Phong từ nay ta sẽ kết đồng minh với cửu kiếm sơn ta bằng lòng làm bằng hữu với cửu kiếm sơn ngọc tàng phong vui vẻ thầm nghĩ những người này mặc dù trước đây đại đa số đều là qua lại thân thiết với thế lực nhỏ nhưng dưới sự dẫn dắt của bọn họ rất nhiều thế lực có thực lực cũng gia nhập vào còn có một vài thế lực không muốn gia nhập có lẽ là đang còn đứng nhìn thôi nhược lâm cũng đang đi về phía của ngọc tàng phong mà quay sang nói với hoàng sinh phường chủ xin lỗi hoàng sinh cây cú nghiến răng cách kết, kết được lắm ngọc tàng phong thủ đoạn ngươi hay lắm không có gì đâu phường chủ chê cười rồi chuyển cảnh về một đỉnh núi không xa lôi trạch thì có hai người nào đó vừa đến khứa này chính là cô chủ chân nguyên cung gần đây động tĩnh bên lôi trạch cũng không nhỏ người còn lại chính là tông chủ của thái thượng tông nhìn chung quá khứ người của mạch kia xuất thế ai mà không khuấy động long trời lửa đất năm đó vạn kiếm sơn cường áp chân nguyên cung cùng với thái thượng tông của ngươi cho đến trăm năm trước nhiều tinh anh đều đã chết ở lôi trạch sau đó vạn kiếm sơn sống thoi thóp ở vĩnh ninh châu ngươi nói ngọc tàng phong tên vãn bối này có thể ở lôi trạch lấy được truyền thừa của tiền bối hay không ta cũng không biết trời tính thế nào người hỏi ta làm cái gì ha 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 ta chẳng qua chỉ là nhất thời có hứng thú mà thôi nhưng mà văn bối của huyền kiếm môn gần đây không an phận vẫn luôn có động tác nhỏ sư môn của ngươi và ta ở vĩnh ninh châu truyền thừa mấy nghìn năm cũng là một tiểu bối có thể làm lay động căn cơ được sao chứ vài ngày sau chuyển cảnh về phía lối vào bí cảnh thì đám người của ngọc tàng phong và của đan phường đang phân chia ra làm hai nhóm người mà đốt lửa nghỉ ngơi đối diện nhau ngọc tàng phong chợt nhìn thấy gì đó anh ta nhìn vào đám tu sĩ kia có một kẻ mang áo trùng đầu người này có lai lịch gì mặc dù biểu hiện thân thiện nhưng cảm giác không có ý tốt với mình nhưng bây giờ đối phương không giở trò mình cũng không dễ ra tay chỉ có thể đề phòng trước vậy thôi nhược lâm lúc này đi đến gọi ngọc tàng phong thôi các chủ đến đây không biết là có chuyện gì chẳng lẽ là muốn thăm dò đạo pháp với ta sao bây giờ đang ở giữa nhiều người cũng không được thích hợp cho lắm hừ đúng là không đàng hoàng chút nào mà ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu đối phó với đan phường có mấy phần nắm chắc ngọc tàng phong tự tin trả lời 10 phần đù ngươi lại có nắm chắc lớn như vậy sao không phải là ta có nắm chắc mà là theo xu hướng. Đan Phường có thể xưng bá ở Lôi Trạch, chẳng qua chỉ có hắn biết luyện đan mà thôi. Những việc làm trong mấy năm nay của Đan Phường càng lúc càng quá đáng, mọi người sớm đã sinh ra sự bất mãn. Lúc này Cửu Kiếm Sơn đột nhiên nhảy ra, đan dược tốt hơn hắn, thái độ cũng tốt hơn hắn, đương nhiên là có người muốn kết bằng hữu với ta rồi. Ngươi nói không sai, nhưng mà còn có rất nhiều thế lực nguyện ý cùng với Đan Phường ngồi chung một thuyền, ngươi muốn đạt được mục đích e rằng không có dễ dàng như vậy. Ta đã gieo hạt giống trong lòng của bọn họ rồi, tiếp theo chỉ cần ở bí cảnh đương khang thể hiện ra thực lực của Cửu Kiếm Sơn loại hạt giống này sẽ nảy mầm từ đó một phát cũng không thể thu dọn một con thuyền cũ không cần ta ra tay bản thân cũng sẽ tự chìm ngươi sớm đã tính đến bước này rồi sao lòng người thôi mà chẳng qua nếu so với việc người thăm dò cái này ta càng muốn thăm dò đạo pháp hơn hừ hồ ly tinh dê sồm bỗng nhiên một cột sáng ráng thẳng xuống ngay nơi lối vào bí cảnh ngọc tàng phong và mọi người liền đứng dậy ngay bí cảnh đang mở rồi hoàng xin lập tức hạ lệnh cho đám thuộc hạ nghe mệnh lệnh của ta không tiếc bất cứ giá nào giết cửu kiếm sơn bọn chúng ồ ạt cùng nhau lao lên tấn công chưa kịp đến gần ngọc tàng phong thì bọn chúng đã bị một trận pháp gì đó uy lực kinh người đánh bật lại thì ra đó là trận pháp của Phàn kiếm đã chuẩn bị từ trước sớm đã đề phòng các ngươi rồi ngọc tàng phong cũng lao lên đối chiến và dặn dò mọi người ta đến mở đường nguyệt sao người bảo vệ hai bên những người khác đi theo tiết tấu của ta xông lên anh ta thi triển dẫn dắt đoàn quân người đất từ thổ thuật của mình tấn công đám thuộc hạ đan phường tan tác hoàng sinh toát hết mồ hôi hột trước sức mạnh của ngọc tàng phong thứ vô dụng lên lên cho ta nhanh nhanh cản bọn họ lại ngọc tàng phong lao nhanh hướng thẳng về phía lối vào bí cảnh không được ham chiến đấu đi vào bí cảnh với ta tốc độ cần phải nhanh lên anh ta ném ra ngũ hành lên châu vào các vị trí trên cánh cổng bí cảnh đương khang không lâu sau cánh cửa đó mở ra và bọn họ trực tiếp bay vào trong hoàng sinh cây cú quát đám thuộc hạ của mình cái thứ vô dụng còn cần bổn phường chủ lao mông cho các ngươi nữa sao tranh thủ thời gian đi vào bí cảnh nếu không ta sẽ lột ra của các ngươi đấy bên trong bí cảnh đương khang là một vùng trời mới vô cùng đẹp mắt với những ngọn núi lớn khung cảnh huyền diệu vô cùng trong bí cảnh đường khang lại còn có một tình cảnh nhân gian như vậy ngọc tàng phong triệu hồi ra những con rối đất đi trước mở đường ta dùng thổ khôi lỗi mở đường tất cả mọi người đi theo ta trong bí cảnh vạn sự cẩn thận được những con rối đất này chia ra giám sát nhiều hướng và đoàn người ngọc tàng phong cứ thế đi theo đột nhiên từ đâu lao đến một thứ gì đó bay với tốc độ bàn thờ đâm xuyên qua cơ thể của con rối đất dẫn đầu nếu như không có thổ khôi lỗi dò đường trên đường đi này không biết là đã thiệt hại bao nhiêu người rồi ngọc tàng phong quay sang nói với mọi người các người ở đây tạm thời nghỉ ngơi ta đi rồi sẽ về ngọc tàng phong đi về phía trước thám thính tình hình thì phát hiện ra những bộ xương khô nằm rải rác trên đất trên cái xác này còn có kiếm khí dày đặc như vậy không biết vị tiền bối này trước khi còn sống trình độ kiếm đạo là mạnh đến nhường nào đang đứng ngơ ngác thì một đạo kiếm khí từ phía sau đột nhiên tấn công ngọc tàng phong bất ngờ nhưng cũng may mà đã tránh được trời má kiếm khí lợi hại thật nếu như có thể ngộ ra được một chiêu nửa thức trong kiếm khí này đối với mình của bây giờ cũng có tác dụng ngọc tàng phong liền cảnh giác quay lại đằng sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ gì đó có một giọng nói của ai đó vang lên nói với ngọc tàng phong hửm người của vạn kiếm sơn vạn kiếm sơn sao ngươi vào đây đi ngọc tàng phong đắn đo không biết người nói chuyện với mình là địch hay bạn anh ta từ từ tiến lên phía trước nơi những bộ xương nằm đầy đất hai bên tu đến kiếm tâm nhập thể cũng rơi vào kết cục này năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bỗng một thanh kiếm từ trên cắm thẳng xuống mặt đất những luồng huyền khí từ thanh kiếm này tỏa ra dần dần xuất hiện hình dáng của một cường giả bí ẩn nào đó rất nhanh sau đó cơ thể của vị tiền bối cường giả này đã hoàn thiện xuất hiện trước mặt anh ta người này vậy mà có thể dùng kiếm khí duy trì nguyên thần thể ngọc tàng phong liền cung kính bái kiến ông ta ngọc tàng phong của cửu kiếm sơn bái kiến tiền bối vãn bối to gan xin hỏi tên của tiền bối ông ta trả lời ngươi gọi ta kiếm lão là được cửu kiếm sơn sao sư tôn của ngươi là ai tại sao trong kiếm ý của ngươi lại có bóng dáng của vạn kiếm sơn vạn kiếm sơn sao lẽ nào cửu kiếm sơn và vị tiền bối này có quan hệ gì sao bẩm tiền bối gia sư là kiếm thiết tâm không biết tiền bối có quen không quen quen ta nhớ đứa trẻ này tư chất không tệ nhưng may mà một lòng cầu kiếm cho nên ta mới phá lệ để cho hắn nhập môn á à đù là ní vậy tiền bối là bổn tọa chính là trưởng môn đời thứ 38 của vạn kiếm sơn ngọc tàng phong lập tức quỳ xuống cung kính trưởng môn đời thứ hai của cửu kiếm sơn ngọc tàng phong bái kiến sư tổ trong lòng anh ta đang cười khoái chí he he không ngờ sư phụ của mình đi lâu như vậy còn có thể đem đến chân lớn như vậy cho mình chỉ cần liếm tốt lợi ích có thể ít được sao chứ ông ta lên tiếng hỏi ngọc tàng phong vạn kiếm sơn nổi tiếng hơn cửu kiếm sơn những năm nay sư môn đã xảy ra chuyện gì thế